Trời ơi, bữa nay thấy một cái sự kiện nó bất ngờ cả nhà ô. Cái gì mà chị Nhi ngồi dưới đường mà cái thau gì mà bự dữ vậy? Lại coi coi. Ê, bà nội, bữa nay làm gì ra đường ngồi để cái thau? Trời ơi, xin tiền mà bằng cái thau bà lớn luôn hả? Trời ơi, mà sao bà xài gì mà cái bà xin tiền mà cái thau bự dữ vậy? Bữa nay chị không đi chợ sao mà chị ngồi đây ấy đây rồi người ta qua lại người ta cho không trời? Hả chị? Trời ơi, chị đi xin hoài rồi chị ngồi chị ở nhà chị xin công chị không biết chai mặt hả? Đi nè bà con ơi. Đi đi thôi. Thôi nhiều quá đây đi kiếm sống rồi nha. Ủa anh chị đi đâu kìa. Trời ơi. Cái gì chị sát bên đi kìa, đợi đó kìa. Cái gì? Gì? Đi. Wow. Cái gì có bột niêm trong túi đó nha trời. Cái gì vậy? Trời ơi. Trời ơi. Muốn hòn muốn vía. Không xuất hồn chưa. Anh chị đi mua gì vậy? Rồi, bảo đảm anh chị đi mua nước đá. Dạ, đi mua nước đá hả? Mua đá về. À. Hai chồng họ đập nước đá, uống phơi sữa. À, uống nét đâu không? Ok. Nét thì qua bà tám cái chai gì trời. À, ai biết, bữa nay tự làm sao? Nè, đi xuống hỏi xin đi. Xuống đi xin đi, người ta cho chúng mình. Có không chú mình? Có không chú mình? Đó. Nói chứ ấy người ta cho thiệt. Chúng mình, chú mình muốn yêu gì? Đó, đó, đó. Đó, đó. Trời. Đi đi xuống đây nè. Cái chụp cái đó xuống cho anh đựng. Cùng lắm không được thì lăn thôi chứ có gì đâu mà. Anh ơi cho em. Con cá bún nè. Nó xin vài con thôi chứ mình đâu có xin hết hầm đâu. Ta đang bắt. Đúng rồi. Cô đi bán phải không? Tôi tìm dành mà. Hả? Yeah. Hả? Yeah. Yeah. Vô. Vô thơm. Vô thơm. Cô Dung kìa, con dâu vô cô Dung. Tám ơi. Cô. Cô Dung. Cho xin hai con cá được không? Được. Con xuống. Đi xuống. Trời ơi, đúng rồi, đúng rồi. Đi xuống mà được. Xuống cái ngành ngành. Trụt ba te. Nó. Cá bắt nghe chứ không phải cá ấy nha. Ông già chồng đỡ con dâu xuống coi trời. Trời. Xuống luôn. Xuống luôn anh em ơi. Trời chơi luôn mà bạn ơi. Đây nha. Thôi sống cho má bắt nha. Đừng bắt cá con. Con cá gồm mệt con tám bắt gì trời. Trời. Dạ tại em được có con cá gồm mệt thuộc ta vô bắt nữa. Trời ơi. Túi thương lắm. Thiệt không à? Thiệt không? Chưa. Dữ lắm thương luôn á. Trời. Dạ. Ôi trời nó bự luôn không tám. Con cá này còn ăn được nè. Được chứ. Đó. Đi lên kia kìa. Đi lên kia kìa. Đi xuống luôn đi. Dạ. Ở đó nữa hả? Kêu cái em hả anh Tọt? Không. Nè. Con tám con cười luôn coi. Đi xuống đó bò luôn đi trời. Ừ. Xuống luôn đi. Xuống luôn đi. Ừ, xuống luôn làm nhiệt tình. Trời. Rồi rồi tám chuyện luôn rồi. Rồi 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 tám chuyện luôn rồi. Rồi rồi rồi. Ừ. Tao không tao không tạm kêu qua bển lấy kìa. Không. Mà. Cái này một hốt đóng như này nè. Đó đó chưa. Đó, đó, đó. Này đi mẹ đi. Kia làm gì hết. Ừ. Nước gầu tắm thôi hết nước tắm không tắm rồi. Rồi nước lớn tắm. Ừ. Con túi không tắm thôi. Còn không được thì ngày mai tắm. Đúng rồi. Đi lên trên kia bà đó. Nó đi sát đường này nè. Ừ. Rồi bà lên đây sao bà lên đây bà lên cửa ngục trên đây hay gì bà đi đường nó đi thẳng xuống đường này là đi về âm phủ. Ừ. Tao thích đi về âm phủ á. Vậy được đúng không? Tụi mày chút. Lên được không? Lên được không? Lên được không? Vậy đó ha. Ba chồng ơi cuốn. Kè ba chồng đâu? Anh. Thôi được rồi mình lên. Lại nắm tay con dâu lôi lên coi. Trời ơi. Chứ anh. Kìa rồi. Bạn bà Nhi kìa nóng kìa trời. Trời ơi có kìa. Trời ơi. Mấy đứa ai cứu Nhi mấy đứa. Ông và chồng may mắn được con dâu xinh đẹp gửi kéo lên. Ngay giây phút này đây ba chồng lại nắm tay con dâu lôi lên cái bậc thềm này. Rồi cái ai lôi bà lên mà nói tôi nghe coi. Mẹ chồng ơi. Mẹ chồng đâu? Giang tay mẹ chồng ơi. Giây phút này đây mẹ chồng lôi con dâu lên. Chú ơi lại đẩy lên giùm. Ừ đẩy lên đi. Mới đi có một vòng sao ướt hết rồi. Leo lên coi. Leo lên. Cảm ơn chị đã chị cân.
Cái gì? Di Đà Lan Đế Nam Mô Di Đà Tỳ Ca Lan Đa Già Di Đà Ca Ca Lan Đa Già. Thì 100 ngàn tôi lấy cho. 100 ngàn. Thì 100. Trời tới công chuyện luôn. Tụng cái sáu mối vậy luôn. Đây nè. Cái đẻ chưa bấm nút quay nữa. Phá đầu ở đầu kinh dữ vậy. Ôi lên kìa, bắt đầu lên nè, lên nè. Đó, sau khi đó là chị Nhi cũng đã là thu hoạch được. À được một cái bao. À, chứa đầy luôn. Rồi kinh lên nè. Ba bốn con luôn. Ờ quá trời nhiều luôn. Dẫn dòng. Cái gì vậy? Di Đà Phật. Nam mô A 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 Di Đà Phật. Bang. Hả Nguyệt. Hả Nguyệt. Hả Nguyệt. Bảy. Lâu à. Bài hát được mang tên qua đó gì mà đi lẹ lên cái đi cà lát à Nhi tới đóng cửa ở đâu má nó bấm vậy gác Nhi cầm bao tới đóng cửa cái nhà ơi cầm bao lại xin nữa đóng cửa trời xung quanh nè ai cũng biết bà Nhi xin hay xin ta tự ngộ ha. Bà nó sao bà cái tướng đi xấu quá các bà. Ê. Đâu đâu để tụi mày quay. Dạ. Để cho anh Kiệt vào quay bà đăng TikTok à. Ừ. Anh trai cảm ơn anh kìa. Ừ. Anh chủ với ai? Ừ. Đó. Tạ ơn rồi bà ơi, ta cho bà. Ừ, con tay là cảm ơn nàng Hoàng ngang. Tắm thả cá đó cho đâu. Tắm Đây con nữa nè. Đây con nữa rồi. Bắt vừa đủ ăn thôi. Bắt gì cái đống đèn à. Ừ. Cho là cho biết điều chứ lấy cái đất thôi chứ ai mà của đâu mà đã của không mà cho cái đống cái đèn vậy. Không mà chủ ơi, mà chủ hầm cũng vậy nè. Cho gì mà phí phạm à. Ừ. Nó cho một hai con mua cho cái đống cái nạn đặng nó ăn rồi nó nấu cái dục bở con nhỏ nó ăn uống không phải như người ta. Nó phí phạm của Trần Giang lắm. Dạ xuống dưới nó rồi khúc này cắt nè. Thằng là tàu lao. Trời ơi bữa nay thấy một cái sự kiện nó bất ngờ cả nhà u. Cái gì mà chị Nhi ngồi dưới đường mà cái thau gì mà bự dữ vậy? Lại coi coi. Ê, bà nội. Bữa nay làm gì ra đường ngồi để cái thau. Trời ơi. Xin tiền mà bằng cái thau bà lớn luôn hả? Trời ơi, sao bà xài gì mà cái bà xin tiền mà cái thau bự như vậy? Nay chị không đi chợ xong mà chị ngồi đây chị ấy đây rồi người ta qua lại người ta cho không trời. Hả chị? Trời ơi. Chị đi xin hoài rồi chị ngồi chị ở nhà chị xin không chị không biết chai mặt hả? Người ai có tiền cho chị hoài vậy trời? Bà xin gì cái thau nhỏ nhỏ thôi bà quất cái thau như giặt đồ vậy trời cho trời ơi đây sao vậy? Ủa bà xin gì mà cái thau gì mà bự dữ vậy? Còn cái thau nào bự nữa không? Rồi cái gì mà ngoài sao mà gùi bu kiến đậu dữ vậy? Xe hốt luôn. Cái gì chị? Cái bao đó bao nhiêu chị? Luôn. Ơi. Chị. Bữa nay là. Bữa nay thấy gì nhỉ? Sao ngồi lên trời? Không ngồi như vậy hả? Chấn động. Sao mà bữa nay gì mà xin gì mà sử dụng cái thau gì mà nó bự dữ vậy nè? Bà không cái này em hỏi thiệt nha, nói thôi thì luôn bộ chị để chị tính xin thiệt luôn hả chị nhỉ? Gửi chơi với ai muốn đưa rồi đưa xin giả gì nữa đây nè không, tại vì không có này thì ai cho rồi lấy như kéo áo lên cái nào nghe. Em quay thì em hơi nút lại đi thiệt lắm thiệt à ai cho quả túi à được mấy người hả anh ta cho thiệt luôn hả trời ơi hay mà cũng ngộ ha ta kim tính xíu đi xin ly nước đó rồi rồi đây có nước uống luôn thì cũng có nhiều người dư tiền ghê luôn nghĩ sao cầm tiền đi cho ông Nhi trời không biết ăn uống sao mà suy nghĩ sao mà cho tiền nó trời trong khi đó hai vợ chồng nó không làm động móng tay ăn lên nửa tay chờ người ta cho kẹo nhà trời con này mày thật tao lên tới não rồi đó những câu hồi nãy giờ là lên tới não rồi đó sao đây ạ hỏi thiệt á
Giờ nó chơi đó. Bây giờ nó chơi thôi. Bà Tám ơi. Chuyện nó cũng rồi. Bà Tám ăn lấy tá gì đó. Bình thường. Đồng. Bà Tám đang lạnh cá. Rồi nãy giờ xin được đủ tiền uống nước không? Dư rồi. Dư không? Dư. Thấy cái là thấy cái thau mà để chỗ này cũng im quá hen. 6 ngàn. Dữ. Cái nước bà Tám đã có 6 ngàn à. Đâu có ly nước có 5 ngàn à. Lại ông đi qua lại bà đi lại đi. Lại ông đi ba. Lại bà đi lại. Hồi tao ngừng xe lại tao cho lại luôn. Là cái gì thôi là gì? Chị chịu cơm nước gì chưa? Cơm nước gì tầm này nữa chịu rồi. Dạ. Chắc hồi rửa ốp lại cái này chắc ngồi chắc hai người. Không, cái này cái này chị làm khô đi. Làm khô chứ làm gì vậy? Chứ chị kho cái đống cái lèn bỏ có ăn uống gì đâu. Ấy chị nghĩ rồi. Con thôi, chị không rộng, con. Rộng là ít. Bỏ vô trong cái bao lưới á, rộng dưới sông á. Được không? Được. Đây ai nói chuyện nè. Cái con vịt đó đâu à? Mà cha không cho. Dạ. Ngày nó đẻ cho con trứng. Wow, bữa nay ba chồng cho con vịt luôn nha. Cho lâu rồi. Vịt đó chắc đi hồi quá. Tôi lâu rồi. 300 gram đẻ ngàn trứng nhìn đã ghê luôn á. Vậy. Trời, cô Dung đi cái tướng à. Cô Dung lại cho tiền con dâu luôn. Trời ơi, đừng nói thấy con dâu ngồi đây lại cho tiền con dâu luôn nha. Wow. Lôi thao đi con. Quá phong độ luôn. Đi phong độ chưa? Xin chuyên nghiệp luôn chàng. À, thấy chưa? Đó. Như một cô gái ở phố Mỹ Hưng, con gái phố Mỹ Hưng nó nâng 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 nâng. Dung. Cô Dung ơi cho tiền cô Dung. Còn chồng thì nâng nâng nâng, hết chồng thì hết nâng nâng. Trời ơi. Bữa nay chị Nhi là thấy cái hoàn cảnh của chị Nhi bây giờ sao nó thấy thương quá. Thiếu người kia quá. Thương thiệt luôn. Trời ơi, bữa nay cô Dung là bả mướt tay gì rồi kìa. Phải không? Trời. Bả bịch lại được rồi. Bả bùng ma. Bả bịch lại được rồi. Bả bùng ma. Bỏ bịch lại rồi. Ừ. Rồi, nước mới chảy hết. Bữa nay anh chạy xe đỡ không chị? Đó. Thì cũng được. Thôi cố gắng lên chè, nói chơi thôi chứ ngày nào cũng tranh thủ mình sáng mình cứ chạy xe đi, có thêm thu nhập cũng đỡ. Ai nói gì nói, mình chỉ là vui vẻ giải trí thôi đúng không? Đúng rồi. Chứ mình đây là mình cũng không có không thích thì khỏi chạy cũng được. Đúng rồi. Tại vì đây là chủ yếu giải trí thôi. Không chạy thì được. Ừ. Vậy Gán mà đi cho vợ. Chứ để giờ tao gán rồi đó. Cố lên. Cố lên. Cố lên nha. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Chạm nữa đó con ơi. Cố lên thì xuống luôn. Thì sao? Phải không nè? Hạt bồi nào hoa kiếp thăng tôi. Nam mô A Di Đà Phật. Đi một mai trở về các bụi. Ôi các bụi mệt nhồi. Sao nên chị Nhi? Hát đi chị hát hay lắm mà. Chị là sao hận A mà. Em kiếm chị hay là thì cái em kiếm chị là dữ dằn lắm mấy gặp được chị. Em nghe đồn chị Nhi đã lên cát xe theo giá tiền 2 triệu một lần quay. Chẳng động. Phải tao có tao cũng mừng. Ngay lúc này. Tao có tao cũng mừng nữa. Cát xe của Nhi đã tăng vọt. Với mức thu nhập là 2 triệu đồng một lượt quay. Thật là trắng đồng. Tới là tao mà có cách xe ngày 2 triệu. Ý một lượt quay lần 2 triệu. Để tao tính lại 4 đứa là chị được nhiêu 8 triệu hả? Ừ. Đâu tiền đâu? Đem ra coi. Ý là tôi nghe thông tin. Ra tiệm tập quá mua. Cái con nào? Cái thằng nào nói? Nghe. Nghe đồn. Tôi nghe được, hiểu không? Nghe hả? Đúng rồi, tôi nghe thiệt đó. Người ta không vô bình luận. Vậy thôi tao ở nhà. Ba chồng chị kìa. Nhà tao có ở nhà không? Không sướng kìa. Dạ. Nghe thiệt trơn. Rồi bây giờ thôi chị Nhi nè, mình nói lại cái giá tiền cách xe của mình đi. Bao nhiêu? 1.590.000 hay là sao? Hay là 1.990.000? 10.000 không có đó phải không chị? Ờ. Thì làm báo tâm đi chủ. Ờ có em khi có người quay á, quay rồi khi quay cho đã xong rồi cái đầu không xe đi về nữa. Có gì luôn hả chị? Ai đó. Tới đây giờ hỏi đi đâu vậy? Khi ta thiếu quá. Ta thiếu. Chị phải một cuốn sổ chị ghi. Mỗi tháng không mà ghi sổ đi. Đâu có một năm 12 tháng mới gặp lại một lần à. Rồi tới gì hả? Chị lấy số điện thoại điện. Cái gì mà năm 12 tháng mới gặp một lần? Lấy quay Nhi lúc trước nè. Thôi đi. Thôi chạy ta đi kia. Thôi chạy ta đi. Bây giờ đi. Có thằng Vinh Tân Hồng không? Có. Vinh Tân Hồng nó thiếu hoài à. Mà không thấy nó trả.
đó. À, su cà na chưa su cà na xác thiệt tình luôn thằng ông nội đâu nghe đâu không biết thôi bây giờ nè cuộc sống gì thế nào rồi thiệt bình thường như ngày mọi ngày thôi dạ. Tôi... bình thường như mọi ngày vẫn dầm khăm bù khu mà lồn khôn phải không bình thường mà ờ đâu biết được tôi nói tôi tiên lóng rồi mà tiên lóng hả ờ à, ok ok chụp ấy chỗ thăm ba chồng cho nó giò đi kìa cà thọt rồi kìa giúp chắc bị cô Dung á cho em quay ngợp rồi nói như mình đúng không ờ chúng mình giò đi kìa chúng mình lúc nào cũng phong độ lực lượng lai láng luôn nhái nhì vậy nè nhái nhì vậy nè chồng thiệt tình chứ đi nhái nhì ủa sao mà tự nhiên chị Nhi ra đây ngồi cái hai người đi ngang quậy ta cà khịa mà cà khịa gì á chị Nhi đang nhìn ông ba chồng với mắt là say đắm nha sao nhìn thúc dữ rồi chồng là gì á gì á ủa không phải hả không phải sao chồng ta nghe không được nghe sao mà ai cũng là mà nhìn cũng thành chồng bà chứ vậy tao nhìn ai cũng là chồng tao cũng được chứ nhưng mà riêng mày là tao không muốn gì hả vậy là muốn mấy ông này hả à, cũng không luôn mang nhục chưa mang nhục chưa rồi hình sự tới luôn tắt luôn rồi đi quay gì mới nữa má rồi vô